Xin chào mọi người đã đến với Bún Review. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim hành động đầy kịch tính nhé. Mở đầu phim tại miền Nam nước Ý, nơi lãnh địa của một gã trùm buôn ma túy có tên là Vitali. Lúc này, tại căn cứ của hắn đã có hàng loạt xác chết của những thuộc hạ đang nằm đó. Mà hung thủ xuống tay không đơn giản mà vô cùng tàn nhẫn. Nhìn qua tình hình, Vitali đã nhận ra người gây ra chuyện này không phải một người tầm thường. Khi đi xuống tầng hầm, hắn ta trông thấy một người đàn ông da đen chính là nam chính của phim có tên là Robert. Ông ấy vẫn đang bình thản ngồi xếp khăn trên ghế trước những họng súng đang chĩa tới. Lúc này Robert đã thấy chùm chìa khóa trên người của Vitali như là thứ ông ấy muốn. Thế là Robert đã cho hắn 9 giây để quyết định số phận của mình. Nhưng Vitali đã cho rằng ông ấy chỉ đang kiêu ngạo mà thôi. Kết quả là chỉ trong một tích tắc, Robert đã lấy mạng 3 thằng đàn em của Vitali lập tức. Thậm chí còn đâm nòng súng qua hốc mắt một tên để bắn hạ hắn. Đúng là không thể coi thường một cựu sát thủ của Hoa Kỳ dù đã nghỉ hưu được. Khi thấy Vitali vẫn đang cố bò đi, Robert đã không do dự tặng những viên kẹo đồng vào mông hắn. Sau đó là kết liễu và lấy đi chung gờ chìa khóa trên người của hắn ta. Khi vác ba lô ra ngoài, Robert đã quyết định tha mạng cho cậu con trai của Vitali. Tuy nhiên đây lại là một lựa chọn sai lầm của ông ấy. Robert chỉ vừa mới quay lưng đi đã bị thằng bé dúng bắn một viên vào sau lưng. Nhưng vào giây phút này ông vẫn không xuống tay với nó. Ông cố gắng tiếp tục lái xe đi nhưng đã bị bất tỉnh vì vết thương nặng. May mắn trong đêm một cảnh sát địa phương đã phát hiện và mang ông đi cấp cứu. Tại một thị trấn nhỏ gần đó, Robert đã được một bác sĩ tên Enzo cứu chữa. Ngay khi ông tỉnh lại, bác sĩ đã hỏi ông là người tốt hay kẻ xấu. Đứng trước câu hỏi người vừa cứu mình thì Robert trả lời mình cũng không biết nữa. Nghe qua câu trả lời, bác sĩ Enzo cũng hiểu được rằng không kẻ xấu nào sẽ trả lời như vậy. Sau khi thoát khỏi tử thần thì Robert phải ở lại thị trấn này để dưỡng thương. Lúc này ông cố liên lạc với một nữ đặc vị CIA mới có tên là Emma. Ông thông báo cho cô về một hoạt động buôn bán ma túy lớn dưới vỏ bọc của nhà máy rượu. Những gói ma túy sẽ được giấu cẩn thận trong những chai rượu từ Trung Đông. Lô hàng hiện tại đang được cất giấu trong biệt phủ của gã Vitali vừa bị ông tiễn đi trước đó. Tại đây các đặc vụ còn phát hiện ra một số lượng tiền bẩn khoảng 25 triệu đô. Những ngày sau đó Robert bắt đầu hòa nhập với cuộc sống và con người ở thị trấn này. Thậm chí vị bác sĩ còn không lấy một xu nào trong việc chữa trị vết thương cho ông ấy. Tại đây Robert còn nhận được rất nhiều sự tử tế từ mọi người. Sau những năm lăn lộn chiến đấu với những kẻ xấu với đôi tay đã nhúng đầy máu, thì vào thời điểm này ông đã thực sự tìm thấy cảm giác bình yên tại thị trấn này. Robert nhận ra đây chính là nơi mình thuộc về và nên rửa tay gác kiếm từ bây giờ. Tuy nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Một tên trùm mafia bất ngờ để mắt tới thị trấn vốn yên bình này. Gã cầm đầu bọn chúng có tên là Vanh Xăng. Mục đích của gã là biến cả thị trấn này thành một khu nghỉ dưỡng với các sòng bài và tụ điểm ăn chơi. Vì những người dân đã gắn bó ở đây không dễ dàng rời bỏ khỏi nơi này. Thế là Vanh Xăng đã vạch ra một kế hoạch để đuổi những người dân khỏi đây. Hắn lệnh cho tên em ruột của hắn có tên là Marco thực hiện chuyện này. Đó là dùng những biện pháp bạo lực hay khủng bố tinh thần để người dân phải bỏ đi. Được cái Marco cũng là một thằng trẻ trâu nên đã dẫn một loạt đàn em đi đàn áp người dân. Bước đầu hắn tìm tới đánh đập ông chủ cửa hàng hải sản Angelo vì không nộp tiền bảo kê. Sau đó ông đành đưa hết số tiền hiện có cho Marco để xua tan cơn giận của hắn. Mà cảnh tượng này đã bị Robert ngang qua trông thấy toàn bộ sự việc. Cứ tưởng mọi chuyện như vậy đã được giải quyết êm đẹp, thì tối đó chúng đã phóng hỏa đốt luôn cả cửa hàng của ông ấy. Vì không muốn quay lại con đường bạo lực như trước nữa, nên Robert đã liên lạc với Emma tới đây để điều tra băng nhóm của Vanh Xăng. Chỉ có như vậy mới có thể lấy lại sự bình yên cho thị trấn này. Ông cũng nghi ngờ Vanh Xăng là một trong những tay liên quan đến đường dây buôn bán ma túy từ Trung Đông kia. Lúc này Emma không khỏi tò mò khi Robert lại chọn một đặc vụ mới vào nghề như cô để cung cấp thông tin. Tuy nhiên đáp lại câu hỏi đó thì ông nói sau này tự khắc cô sẽ có câu trả lời. Bên này anh cảnh sát đã cứu Robert là Bonucci đang cố gắng điều tra nguyên nhân vụ cháy. Anh ấy thông qua camera giám sát nhận thấy người của Marco đã làm chuyện này. Không chần chừ, anh đã báo cáo sự việc này cho cấp trên. Nhưng ngay khi anh về nhà đã thấy vợ con mình bị Marco bắt giữ và đánh một cái từ phía sau. Sau đó hắn đã đánh đập Bonucci dã man vì dám điều tra vụ phóng hỏa của bọn chúng. Thậm chí Marco còn nói rằng cái đồn cảnh sát này đã không ít người nhận tiền bẩn từ bọn chúng. Nên bất cứ thông tin gì được cập nhật thì bọn chúng đều biết cả. Trước khi rời đi, Marco còn chĩa súng vào đầu cô con gái cả Bonucci. Hắn cảnh cáo rằng nếu còn có những việc như này lần sau thì hắn sẽ lấy mạng con gái anh ấy. Sau sự việc này, Bonucci đã tìm đến bác sĩ Enzo để trị thương. Tại đây Robert đã thấy tình trạng của người vốn đã cứu giúp mình hiện tại. Lập tức ông đã hỏi Enzo về nguyên nhân của những vết thương trên người Bonucci. Lúc này Enzo tiết lộ không ai khác chính là bọn mafia gây ra. Bọn chúng đang gây náo loạn thị trấn nhỏ vốn yên bình này. Tối hôm sau khi Bonucci đưa cả gia đình đi ăn tối, lúc này tên Marco lại tìm tới để phá đám bầu không khí này. Hắn còn yêu cầu anh làm một việc cho hắn ở tận Somalis bên châu Phi.
Nghe vậy Bonucci vô cùng lo lắng trước yêu cầu mang tính đe dọa của hắn. Không ngờ lúc này Robert ở bàn đối diện đã không ngừng nhìn thẳng mặt hắn. Thế là thanh niên mới lớn này không biết ông là ai liền tìm đến hỏi thăm. Marco đã không ngần ngại buông ra những lời xúc phạm và thách thức Robert. Tuy nhiên lúc này ông ấy vẫn rất nhẫn nhịn nói hắn hãy dừng việc khủng bố những người dân ở đây lại. Tất nhiên hắn không thèm nghe mà còn cùng đám đàn em cười nhạo. Nếu không nghe thì Robert cũng không muốn nhẫn nhịn thêm nữa. Ông lập tức khóa tay Marco, rồi ấn mạnh vào dây thần kinh giữa khiến hắn vô cùng đau đớn. Dưới sự cảnh báo của ông, đám đàn em của hắn đều bị đuổi ra ngoài. Tiếp theo ông yêu cầu Marco để lại khẩu súng và thả hắn đi trong cơn đau đớn. Sau đó ông lại bình thản với bữa tối của mình trước sự kinh ngạc của Bonucci phía đối diện. Khi ra tới bên ngoài, Marco không thể nuốt trôi cục tức này. Hắn liền ra lệnh đàn em để lên kế hoạch thủ tiêu Robert trong đêm. Ngay khi chuông nhà thờ vang lên thì bất ngờ ông ấy đã tấn công bọn chúng trước. Rất nhanh chóng hai tên thuộc hạ cả Marco đã nằm xuống cùng một lúc. Tiếp theo Robert đã dùng chai rượu đã hạ nốt tên thuộc hạ còn lại. Lúc này chỉ còn Marco dùng dao tới tấn công đã bị bẻ gãy lập tức. Sau đó Robert dùng chính con dao của Marco tự đâm hắn cho đến chết. Sáng hôm sau cảnh sát phát hiện đã nhanh chóng tới hiện trường. Đồng thời họ cũng tìm thấy những gói mai thúy trên người bọn chúng. Điều này càng cho thấy suy đoán của Robert về mối liên quan của Vanh Xăng trong đường dây này là chính xác. Hôm sau Emma lập tức tìm tới gặp cảnh sát trưởng ở đây. Cô yêu cầu được thẩm vấn một vài tên có liên quan đến đường dây buôn bán mai thúy này. Tuy nhiên bốn người trong hồ sơ vị cảnh sát trưởng chỉ cho cô thẩm vấn một người. Sau đó Emma nhanh chóng thẩm vấn tên tội phạm và có được một số manh mối. Ngay khi có được thông tin cô liền cử một đội đặc nhiệm đến. Tuy nhiên đây lại không phải căn cứ của tên Vanh Xăng mà là một băng nhóm xà lơ khác. Hóa ra gã cảnh sát trưởng chính là con tham quan đi theo phe của Vanh Xăng. Hắn ta còn tới tham dự đám tang của Marco và thông báo phía CIA của Mỹ đã bắt đầu nghi ngờ bọn chúng. Trước sự cay cú vì cái chết của em trai, nên gã Vanh Xăng đã đổ mọi trách nhiệm lên cảnh sát trưởng. Hắn yêu cầu lão ta phải giải quyết êm đẹp mọi chuyện, đồng thời phải nhanh chóng tìm ra hung thủ đã lấy mạng em trai của hắn. Thấy vậy tên cảnh sát trưởng tỏ rõ sự không hài lòng của mình. Thế là lão ta lập tức bị tên Vanh Xăng trừng phạt một cách thô bạo. Thậm chí hắn còn chặt đứt một cánh tay của cảnh sát trưởng vì thái độ trước hắn ta. Hôm sau khi Emma đang chuẩn bị rời đi trên chiếc xe của mình thì nhận được một cuộc gọi. Thì ra đó là Robert thông báo hướng điều tra của cô đang bị nhầm lẫn. Ngay khi kết thúc cuộc gọi thì một quả bom tại chiếc xe của cô đã phát nổ. Thực ra chính Robert đã nhận ra điều đó mà cố tình câu giờ việc cô lên xe. Nhờ vậy mà Emma mới có thể giữ lại cái mạng này. Tuy nhiên việc phải nhập viện đã làm gián đoạn cuộc điều tra của cô. Đêm hôm đó Vanh Xăng đã huy động toàn bộ lực lượng kéo đến thị trấn. Hắn nhanh chóng bắt được gia đình của anh cảnh sát Bonucci. Tiếp theo là dùng tính mạng của họ để ép người dân nói ra hung thủ đã lấy mạng thằng em trai. Nhưng họ vẫn im lặng nên Vanh Xăng đã bắn một bên tai của anh ấy. Rồi hắn còn đe dọa bắn chết vợ con anh ấy nếu không ai chịu khai ra. Trước khi mọi chuyện tệ hơn thì Robert cũng đành xuất hiện nói chính ông đã lấy mạng Marco. Dường như lúc này ông đã quyết định lấy tính mạng mình để đổi lại sự bình yên cho cả thị trấn. Ngay khi Vanh Xăng tính nổ súng thì bác sĩ Enzo lại vác súng bắn một phát chỉ thiên. Lúc này toàn bộ người dân đã đồng loạt dùng điện thoại phát trực tiếp chuyện này. Tên Vanh Xăng không muốn những hành động của mình bị bại lộ đành cay cú mà bỏ đi. Tuy nhiên Robert nhận thấy mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây nên ông phải làm gì đó. Khi cả đám Vanh Xăng trở về đã rất khó hiểu. Chúng khó hiểu vì một người từ nơi khác đến lại dám đối đầu với băng đảng mafia hùng mạnh như chúng. Lúc này Vanh Xăng đang nghỉ ngơi thì một tên đàn em phát hiện một chiếc xe đang văng lên. Tên gác cổng đi ra ngoài kiểm tra thì thấy chẳng có ai ở trong con xe đó cả. Ế là hắn châm một điều thuốc để sửa ấm bản thân trong màn đêm. Thì bất ngờ Robert đã tấn công lấy đi cái mạng của hắn lập tức. Sau đó là hạ ngục một tên trong nhà bằng hai tiếng súng giảm thanh. Lúc này còn ba tên đang chơi bài trên lầu thì điện bỗng dưng bị tắt. Chỉ ngay sau đó lần lượt bọn chúng đều đã nằm xuống không kịp ngáp. Lúc này một tên đang mò mẫm quan sát tình hình từ camera an ninh. Nhưng không ngờ Robert đã ở phía sau lấy đâm một nhát bằng một thanh sắt đâm xuyên cổ. Hắn còn thoi thóp đi tìm sự cầu cứu thì tên này cũng bị Robert siết cổ lấy mạng luôn. Lúc này cả cái dinh thự chỉ còn mỗi gã Vanh Xăng mà thôi. Bất ngờ cả cái xác thằng đàn em rơi xuống khiến hắn giật bắn ra khỏi giường. Thấy cảnh tượng này gã mới hốt hoảng gọi sự trợ giúp của đám thuộc hạ. Nhưng có gọi khàn cả cổ thì cũng không còn ai có thể cứu giúp hắn nữa. Khi đi khắp dinh thự hắn mới phát hiện đám đàn em của mình đã biến thành xác chết. Vẻ mặt kiểu ngạo của một tên trùm mafia cuối cùng đã lộ ra sự sợ hãi tột độ. Thế là hắn đã nổi cơn điên loạn xả súng vào hư không. Cho đến khi khẩu súng của Vanh Xăng hết đạn thì Robert mới lộ diện tặng cho hắn một cú bất tỉnh. Sau đó ông còn cho hắn nuốt hàng ta viên mai thúy này, để hắn ta nếm trải nỗi đau giằng xé của những con nghiện trước lúc chết. Đó cũng như màn trừng phạt thích đáng nhất cho chính kẻ đã kiếm lợi trên thứ chết chóc này. Sau đó Robert đã cắt dây trói để gã Vanh Xăng tìm sự cầu cứu trong tuyệt vọng. Trong khi đó thì ông vẫn chậm rãi đi theo sau.
Cho đến khi gã vanh xăng chạy tới một hẻm tối thì hắn cũng đã nằm xuống vĩnh viễn. Cùng lúc đó, buổi lễ tạ ơn của người dân thị trấn cũng đã kết thúc với một màn pháo hoa. Ngày hôm sau, hàng loạt những tên có liên quan đến vanh xăng đều đã bị tóm. Còn Robert đã tìm đến gặp Emma với một túi sách trên vai. Lúc này ông mới tiết lộ lý do ông xuất hiện ở thị trấn nhỏ này. Hóa ra ông chỉ đến đây để lấy lại số tiền lương hưu bị tên Vitali đầu phim đánh cắp, giúp cho một cặp vợ chồng già từ nhà máy rượu. Robert đã nhờ Emma giúp mình mang số tiền này tới trả lại cho cặp vợ chồng già đó. Sau đó cô ấy trở lại Boston, Mỹ và trả lại số tiền trước sự vui mừng của họ. Trở lại văn phòng, cô ấy còn nhận được một bưu phẩm từ Robert. Đó là cuốn sổ tay của mẹ Emma, với dòng chữ mẹ cô sẽ rất tự hào về cô lắm. Và mẹ của Emma chính là Susan, một người bạn thân của Robert. Tại thời điểm này cô ấy cũng đã biết được vì sao ông ấy luôn cung cấp manh mối điều tra cho mình. Phía Robert thì ông lại tận hưởng một cuộc sống bình dị với người dân ở đây. Vậy là bộ phim tới đây cũng đã kết thúc rồi. Anh em thấy hay thì đừng quên để lại một đăng ký kênh ủng hộ Búng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.